Sáng nay, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương đơn vị trong tỉnh. Tại Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoàn tiến hành kiểm tra khu vực chuẩn bị đón người đến thực hiện cách ly tập trung khi có yêu cầu. Đến thời điểm này, đơn vị vẫn luôn chủ động, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, đảm bảo an toàn về mọi mặt để sẵn sàng đón khoảng 50 người thực hiện cách ly theo quy định. Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung tại huyện Hoa Lư cho thấy, nơi đây đang thực hiện cách ly cho 15 người đã từng đi qua vùng dịch. 100% đối tượng đã kê khai y tế, chính xác, được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Trong thời gian này, đội ngũ y tế thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe những người cách ly và tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực cách ly theo quy định. Đoàn cũng đã đi kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại hội chợ Hoa Xuân, thành phố Ninh Bình. Với sự tuyên truyền tích cực của ban tổ chức hội chợ, sự hướng dẫn, kiểm tra nghiêm ngặt của lực lượng công an, ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân đã được nâng lên như hầu hết đều nghiêm túc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi giao dịch, mua bán. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Song Tùng đánh giá cao công tác chủ động, tích cực, phối hợp của các địa phương đơn vị trong thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, diễn biến của dịch vẫn đang rất phức tạp tại một số địa phương trong cả nước, vì vậy Ninh Bình không được chủ quan lơ là, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thì mỗi người dân đều phải chủ động, nâng cao ý thức chấp hành để bảo vệ mình và cộng đồng. Đối với các khu vực cách ly tập trung, tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm bảo đảm an toàn cho người cách ly và nhân viên phục vụ, đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải y tế nghiêm ngặt, đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự. Các lực lượng tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh cùng chung sức, quyết tâm phòng dịch hiệu quả để mọi người, mọi nhà được đón Tết cổ truyền an toàn, đầm ấm và vui tươi.